Trên cao nguyên Đại Ngàn, nắng, gió, đất đỏ Ba Gian đã tạo cho Cỏ Đông Bách điều kiện lý tưởng để phát triển kinh tế xã hội và nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Ngày nay, huyện Cỏ Đông Bách đang nỗ lực phấn đấu từng bước phát triển ngành du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn phù hợp với chiến lược phát triển. Trong đó có du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, du lịch nông nghiệp và du lịch trải nghiệm. Huyện Cà Đông Bách cách thành phố Buôn Ma Thuột 30 km về phía đông. Diện tích tự nhiên của huyện là hơn 62.000 ha. Dân số trên 220.000 người. Trung tâm huyện là thị trấn Phước An, cách thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa khoảng hơn 150 km. Hệ thống giao thông của huyện được đầu tư quy hoạch tương đối hoàn chỉnh. Nơi đây quy tụ 35 dân tộc anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, tạo nên một nền văn hóa giàu bản sắc. Tăng trưởng kinh tế của huyện năm 2022 là 10,28%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và thương mại. Giảm dần tỷ trọng trong lĩnh vực nông nghiệp. Tổng giá trị sản xuất toàn nền kinh tế hơn 16.348 tỷ đồng, đạt 104,92% kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất ngành nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 56,53%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm 16,86%, thương mại dịch vụ chiếm 26,61%, tổng thu ngân sách trên địa bàn 346,91 tỷ đồng, đạt 240,8% dự toán tỉnh giao, đạt 116,18% so với kế hoạch đề ra, tăng 98,82% so với cùng kỳ năm 2021. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội 1.640 tỷ đồng, đạt 116,31% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người 55,22 triệu đồng, đạt 105,58% kế hoạch. Kinh tế xã hội phát triển nhanh chóng, bền vững trên tất cả các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, thương mại và dịch vụ. Trong đó, du lịch đã và đang là tiềm năng, là thế mạnh của huyện Cà Đông Bách với thiên nhiên tươi đẹp, bản sắc văn hóa đa dạng, phong phú. Đây cũng là điểm nghỉ dưỡng, tham quan thắng cảnh lý tưởng với các công trình nhân tạo, di tích lịch sử, ghi dấu nhiều chiến công cách mạng của cha ông và những thác nước, hồ nước tự nhiên hùng vĩ, hoang sơ, mang nhiều giá trị kinh tế. Cà Đông Bách là nơi cội nguồn cà phê Việt. Đồn điền Ca Đa thuộc xã E Sông là nơi người Pháp chọn và trồng cà phê đầu tiên tại Việt Nam. Đồn điền Ca Đa là di tích lịch sử quốc gia, nơi đánh dấu sự ra đời của chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tại tỉnh Đắk Lắk. Di tích lịch sử Ca Đa hiện có tổng diện tích gần 44.000 m², được các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện không ngừng quan tâm, nâng cấp, trùng tu, là điểm đến giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ, phục vụ du khách và người dân trong tỉnh trải nghiệm, tìm hiểu về quá trình đấu tranh giành chính quyền của các dân tộc tỉnh Đắk Lắk. Thiền viện Trúc Lâm Từ Giác là công trình tôn giáo đặc sắc của huyện, được xây dựng tại núi Chư Quynh, thôn E Vi, xã E Sông. Ngôi chùa trong hệ thống thiền tông được xây dựng tựa lưng vào núi. Trước mặt là hồ nước mênh mông rộng lớn, tạo thành cảnh quan đặc sắc. Nhìn từ xa hiện lên như một chủ thể chính trong toàn cảnh bức tranh sơn thủy, với thế tiền thủy hậu sơn hữu tình. Ngoài thiền viện Trúc Lâm Tự Giác, Cà Đông Bách cũng có nhiều công trình tôn giáo đặc sắc, là điểm đến lý tưởng cho khách tham quan nghỉ dưỡng. Với nét hoang sơ hùng vĩ nằm ẩn mình giữa thung lũng của dãy núi Chư Quynh và những đồi cà phê, đồi thông xanh bạt ngàn, thác Đờ Rai Răng được biết đến là một con thác đẹp, thu hút nhiều du khách tham quan, chọn làm điểm vui chơi, giải trí, dã ngoại, đặc biệt là trong những dịp lễ Tết. Thác được tạo nên từ hệ thống đập tràn của thủy điện trước kia và những vách đá, cột đá thoai thoải cùng dòng nước trong vắt, mắt lành đổ xuống, tuôn trào, tung bọt trắng xóa. Nước chảy hiền hòa, êm đềm, len qua các khối đá nhẹ nhàng, êm dịu, như giấc ngủ của thiếu nữ Tây Nguyên,
giữa đại ngàn xanh thẳm. Nước tuôn qua các cột đá lớn nhỏ, cao thấp, rồi nhập chung lại thành dòng suối, đổ ra sông mẹ Cà Rông An Na. Môi trường khí hậu trong lành, mát mẻ, hệ thống sông suối, ao hồ dày đặc cũng tạo cho Cà Rông Bách nhiều điểm đến tham quan khám phá lý tưởng như hồ E Nhái, hồ E Vít đập thủy lợi Cà Rông Húc Hạ. Cũng chính nhờ những công trình thủy lợi và hệ thống đất đai màu mỡ, trù phú đã tạo cho Cà Rông Bách nhiều sản vật nức tiếng như sầu riêng Cà Rông Bách, cà phê đặc sản, vải thiều, nhãn lồng, mắc ca, yến xào, trà mãng cầu, gạo đen và hàng trăm sản phẩm khác. Hiện nay, Cà Rông Bách đã có 25 sản phẩm OCOP mang thương hiệu 3 sao và 4 sao được tiêu thụ rộng rãi trên khắp cả nước. Với cộng đồng 35 dân tộc anh em cùng chung sống, huyện Cà Rông Bách có nhiều bản sắc văn hóa độc đáo, đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Các dân tộc anh em nơi đây vẫn lưu giữ những truyền thống, văn hóa độc đáo của dân tộc mình như cồng chiêng của người Ê Đê đang được bảo tồn, gìn giữ và phát huy trong cộng đồng người Ê Đê. Hát then đàn tính, bộ môn nghệ thuật đặc sắc của dân tộc Tày Nùng. Hát dân ca quan họ Bắc Ninh trên thuyền. Nhờ sự quan tâm đầu tư tạo điều kiện của địa phương, huyện Cà Rông Bách cũng đang mở rộng nhiều cơ sở dịch vụ giải trí, nghỉ dưỡng như nhà hàng, khách sạn, cà phê kết hợp homestay, du lịch sinh thái giáo dục, đẳng cấp, thu hút nhiều du khách đến tham quan. Năm 2022, lễ hội sầu riêng Cà Rông Bách lần thứ nhất được tổ chức tại quảng trường Tân An, thị trấn Bắc An và các xã. Lễ hội đã thu hút trên 40.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm vườn cây, thưởng thức sầu riêng ngay tại vườn, tham gia các hoạt động văn hóa đặc sắc của nhân dân các dân tộc huyện Cà Rông Bách. Với sức hút của thương hiệu sầu riêng Cà Rông Bách, nơi xuất khẩu chính ngạch chuyến hàng sầu riêng sang Trung Quốc, Cà Rông Bách ngày nay đã là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trên nhiều lĩnh vực chế biến nông sản, bảo quản sản phẩm đông lạnh, dịch vụ logistics, trồng trọt, chăn nuôi, thương mại, đầu tư hạ tầng đô thị và đặc biệt là phát triển du lịch. Bên cạnh các lợi thế, tiềm năng, các ưu đãi về con người, điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội, môi trường đầu tư rộng mở, huyện Cà Rông Bách cũng đang được chính phủ quan tâm đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột với tổng chiều dài đi qua huyện là hơn 33 km, 4 điểm giao cắt, rất thuận lợi trong việc giao thương kinh tế, thương mại, du lịch giữa huyện Cà Rông Bách và các huyện, thị, thành phố trong tỉnh và các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Hãy đến với Cà Rông Bách hôm nay để được cảm nhận rõ nét những thế mạnh, những lợi thế về đất đai, về thiên nhiên tươi đẹp, con người hiền hòa, mến khách. Quyết tâm xây dựng huyện Cà Rông Bách ngày càng phát triển. Nhân dân các dân tộc Cà Rông Bách luôn chung tay góp sức cùng với sự lớn mạnh của doanh nghiệp, nhà đầu tư, cùng xây dựng huyện Cà Rông Bách phát triển, giàu mạnh hôm nay và mai sau.